đâu mình treo mà bây giờ con nhìn thấy trời nhà mình thích cô. Mình đẹp không Long? Càng thành phố Hồ Chí Minh hết luôn đó, nguyên là thành phố Hồ Chí Minh hết á, nguyên cái bờ bên kia là thành phố Hồ Chí Minh hết luôn. Ở bên đây, bên này cũng là thành phố Hồ Chí Minh luôn. Mày một điều chút xíu nữa tới Nhân Trạch. Nhân Trạch của tỉnh Đồng Nai á, thì Nhà Bè cũng thành phố Hồ Chí Minh vậy, huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh á. Tòa nhà, mấy tòa nhà bây giờ nhiều tên, nhiều quá mà hết biết rồi. Hết biết tên rồi. Sao cái xà lan nó bự? Cái này là chiếc tàu. Chiếc tàu, chiếc tàu có nắp đó. Ta mở đang mở nắp lên đó, thấy không? Có cần cẩu á, giờ ta chở hàng. Chiếc tàu này tên là gì Khang? Maple gì? Maple Fortune phải không? Nó kho xăng Nhà Bè đó. Những cái silo đó là chứa xăng không đó, chứa xăng dầu á. Rất là nhiều thấy không? Chứa xăng dầu khí ga này nó có đủ hết trơn. Thế là mở mấy silo đó là sao? Hả? Nhưng mà nó nhiều khi có trái nha. Người ta phải chống trái, chống xét đầy đủ hết. Rồi, có con gì cháu con ngồi đi. Con muốn ngồi bên này hay muốn ngồi bên kia? Kho xăng dầu cho nó có một phần của Petro nữa. Đó, cái kho xăng dầu của Petro là có cái logo Petro á, thấy không? Rồi bên kia nữa kìa, PV nữa kìa, cái kho xăng của PV nữa kìa, thấy không? À. Nhiều quá đâu có được, đủ tốc độ. Thì đi Phú Quốc là nhanh hơn, là dễ tạo cái lớn hơn. Hả? Gì? Có tài lái trong cabin á. Tài công. Tiền trưởng. Mấy giờ mới tới Vũng Tàu vậy ba? À, 11 giờ.
đi du lịch trên sông nè. Sông Thị Vải. Sông Thị Vải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đó. Ở bên đá. Chỗ cầu đá đó, bến tàu, bến tàu cầu đá đó. Con đi hoài con không nhớ hả? Sao mình cứ đi bến tàu cánh ngầm. Bên kia là huyện Nhân Trạch. Huyện Nhân Trạch của tỉnh Đồng Nai. Bên đây là huyện Cần Giờ. Bên kia là Nhân Trạch. Vẫn mình đang dẫn trên dòng sông của Sài Gòn mà. Trên sông Lòng Tàu. Lòng Tàu của thành phố Hồ Chí Minh. Bên kia Cần Giờ con nó thấy biển đâu. Chưa. Chưa ra tới cửa biển mà sao thấy biển được?